nhiều cái hơi bi quan đó. Cái thứ hai là nãy em có nói là em không có đi du lịch hay là ấy, nhưng mà em thì lại thích đi du lịch, tức là thích hướng ngoại đi bạn bè như vậy nhá. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Đầu tiên thì Cát Tường xin chúc cho quý vị khán giả nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ có một buổi xem câu chuyện tình yêu thật là hấp dẫn giữa hai người đăng ký tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì cho Tường xin được phép kết nối với hai nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1990. Hiện nay em đang là nhân viên văn phòng và em làm việc ở quận 4 và sinh sống ở quận 3. Chi đang làm công việc gì đấy Chi? Em đang làm tại công tác tại phòng tài nguyên và môi trường ạ. Rồi bây giờ để bạn Nam vào đi, rồi mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ em Võ Thạch, em sinh năm 83. Em hiện tại là đang ở Đồng Nai và làm việc ở Bình Dương. Mình chia sẻ một chút xíu về bản thân của mình ha. Chi cảm thấy là bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Đặc điểm và tính cách của em thì em thấy em là người hiền lành, nghiêm túc, thẳng tính. Ưu điểm của em là người hòa đồng, dễ gần, khéo tay, thích làm những cái công việc liên quan đến thủ công như là may vá, thêu thùa. Khuyết điểm của em thì em thấy mình hơi nhút nhát khi mà đứng trước đám đông hay là khi gặp người lạ thì rất là nhát để bắt chuyện. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ em có một em trai thôi ạ. Vẫn đang sống gia đình luôn hay là đã lập gia đình rồi? Em trai em thì mới lập gia đình. Cảm ơn em nha. Thế còn Thạch, cụ thể công việc em là gì vậy Thạch? Dạ em làm bên QC khách hàng, làm bên đồ trang trí nội thất, hàng xuất nước ngoài. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em thì hòa đồng, ca nhạc thì cũng hát được chút chút. Điểm yếu của em thì em hơi có một chút nóng tính. Em cũng hay quên đường lắm, ví dụ như đường Sài Gòn là em đi lại không biết đường ra luôn. Ở gia đình mình đông anh chị em không Thạch? Có 7 người anh em mà lập gia đình hết rồi. Còn mỗi mình em. Tôi đang thắc mắc, 39 tuổi, không? Công việc thì cũng ổn định rồi. Đó, mà tại sao bây giờ còn nhờ đến chương trình? Tình trường của Thạch sao rồi Thạch ơi? Em thì chưa kết hôn, tới thời điểm này thì em cũng trải qua là 4 mối tình rồi. Cái mối tình nào ấn tượng với em nhất nè? Dạ, cái mối tình ấn tượng nhất với em là cái mối tình này. Quen các bạn gái 4 năm, bạn đó học cao đẳng quản trị văn phòng. 4 năm là cũng một thời gian rất là dài. Thế tại sao mình không tiến tới được hôn nhân? Em nghĩ là có duyên mà khi mà không có nợ thì đến nhau không có được. Nó phải có cái sự bất đồng quan điểm gì với nhau, có cái bắt nguồn nó từ đâu rồi mới chia tay chứ? Cũng một phần do em, lúc trước em cái sự quan tâm của em dành cho bạn ấy. Bao nhiêu lâu rồi mình chưa có bạn gái, mình không có bạn gái? Hơn 2 năm em không quen. Mình chưa có bạn gái là do con người mình khó tính, mình kén chọn, hay là tại vì mình muốn còn muốn bay nhảy hay là như thế nào? 25 tuổi trở lên thì không, phụ nữ con gái họ lập gia đình, còn lứa tuổi nhỏ quá thì không hợp với em. Cái lứa tuổi của em bây giờ nó dở ương cũng khó lắm chị. Ba mẹ có hối lấy vợ dữ không? Cái thời bà con trước hối giờ hết hối. Cái gu của em muốn tìm bạn gái còn như thế nào? Em thích một người bạn luôn luôn lắng nghe, biết quan tâm, biết chia sẻ và biết hiểu và thông cảm cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lăng nhăng. Còn ngoài ra điểm gì em cũng chấp nhận hết. Còn Kim Chi thì sao? Tình trường mình như thế nào Kim Chi? Em có một mối tình thời sinh viên ạ. Trải qua được 2 năm thì anh ấy đi du học nước ngoài. Do là thấy không có tiến triển hơn được nữa nên chia tay ạ. Sau đó thì em tốt nghiệp đại học thì em đi vô nhà nước làm luôn. Trong thời gian mà đi làm thì em có đi học thạc sĩ. Trong quá trình học và làm như vậy thì cũng có nhiều người tiếp cận, nhưng mà do không hợp tính với là do em khá kén chọn á nên không có thêm mối tình nào nữa. Thời sinh viên là bây giờ cả chục năm rồi thì nguyên lý do gì dễ thương vậy mà cả chục năm mà không có thêm một cái mối tình nào? Cái này chị hơi thắc mắc à. Em cũng kén chọn đó chị, tất cả cho cái môi trường làm việc của em nữ không à. Nam thì đa số là có vợ rồi hoặc là ít tuổi hơn nhiều, nhưng cũng không có cơ hội mà gặp ai. Vậy là coi như tình trường cũng rất là non nớt, chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều đúng không? Em muốn tìm một cái người chồng tương lai mình là người như thế nào? Ngoại hình thì dễ nhìn, không mập, không bụng bia, không hói. Không mập, không bụng bia, không hói. Cao 1m65 trở lên ạ. 1m65, không mập, không bụng bia, không hói, không gì nữa. Có công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì giờ em thấy lớn tuổi rồi yêu xa thì khó có thể tiến tới lắm ạ.
Nếu có năm sinh hợp tuổi em thì càng tốt. Bây giờ tôi thấy anh chàng này á, có tóc nè, không hói nè, cũng cao ráo, tướng tá cũng chuẩn nè. Nhưng mà có cái vụ tuổi nữa hả? Tuổi là muốn tuổi nào? Cỡ sinh năm 80, 83, 84, 85, 86, 89. Thật là sinh năm mấy? 83 hả Thật? Em sinh năm 83. 83 là được mà, 83 là vô mà, đúng không Kim Chi? Dạ. Dạ. Tại vì em là người gốc Bắc, thì em muốn là trai miền Nam hay miền Bắc? Dạ, miền nào cũng được chị ạ. Thật thấy sao? Với những yêu cầu bạn gái đưa ra thì mình nghe nãy giờ mình thấy mình đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm nè? Em là đó, từ từ trăm mình thảm đi. Đó, tôi thích người mà nó phải, cái gì nó phải chính xác, rõ ràng, dứt khoát. Thôi được rồi, đó là một số những cái thông tin cơ bản thôi, hiểu được nhau chút xíu rồi ha. Bây giờ mình vô sâu hơn một chút. Bây giờ chị sẽ cho các bạn trò chuyện với nhau nhiều về nhiều cái chủ đề, nhiều cái câu chuyện trong cái cuộc đời liên quan những câu chuyện của mỗi người, để mình nghe được cái quan điểm của các bạn như thế nào. Bây giờ ưu tiên cho nữ được nghe trước, nữ được lựa chọn trước. Bây giờ đây là cái chủ đề của Thật nha. Bây giờ Kim Chi lắng nghe nha. 40 năm độc thân, không làm dâu. Em muốn nghe chia sẻ về cái gì trước? Em muốn nghe về không làm dâu ạ. Mời Thạch chia sẻ không làm dâu này là như thế nào vậy Thạch? Thế là nhà em thì sống thoải mái lắm. Làm dâu họ rất là cực khổ, giống như là sáng phải nấu nước này kia, làm việc. Nhưng mà nhà em rất là sướng. Nhà em thì không có làm gì cả. Đi làm về công việc về thì chỉ có ăn cơm ăn rồi nghỉ ngơi làm, chứ còn không phải làm dâu cực nhọc. Có ai nấu cơm cho ăn? Bận rộn thì mẹ nấu thôi. Có nghĩa là ý là sau này lấy vợ thì em vẫn sống chung với ba mẹ mình đúng không? Dạ. Yeah. Kim Chi, mình thì mình có ngại làm dâu không? Mình có ngại sống chung với bố mẹ chồng không Chi Chi? Dạ em thì không có ngại làm dâu chị ạ. Quan trọng thì nhất vẫn là phải yêu thương nhau thì mới sống hạnh phúc được. Ở dâu hay ở rể gì cũng vậy, sống có ba mẹ mình đó thì có ba mẹ ở trong nhà đỡ lắm. Ví dụ có con có cái thì mình muốn đi chơi, rồi này kia cũng có ba mẹ coi cháu phụ, chứ không lẽ mỗi lần muốn đi chơi riêng hai vợ chồng là phải đem cháu qua hàng xóm gửi. Thế bây giờ Thạch hãy chọn những chủ đề của Kim Chi nha. Thứ nhất, 10 năm thanh xuân. Thứ hai, ước mơ lên xe hoa. Thứ ba, góp gạo bao nhiêu là đủ. Em muốn nghe chủ đề nào? Ước mơ ngày lên xe hoa. Ước mơ ngày lên xe hoa. Rồi chị xin mời Kim Chi chia sẻ về chủ đề này nha. Tính em thì khá đơn giản á. Nên vào cái việc tổ chức lễ cưới thì em muốn là cũng là đơn giản, chứ em không có phức tạp hóa. Hai vợ chồng tự lên kế hoạch cho cái việc tổ chức lễ của mình thì nó mới có ý nghĩa. Muốn mặc áo dài hay là muốn mặc bao nhiêu cái sari, hay là mình muốn là tổ chức cái lễ cưới ở đâu, rồi mình muốn mời bao nhiêu bàn, ví dụ vậy. Em muốn tổ chức như theo kiểu truyền thống, áo cưới màu trắng, còn áo dài thì và lễ đám hỏi thì màu đỏ. Wow, đó cụ thể vậy. Sau lễ cưới thì có thể đi hưởng tuần trăng mật ở cái nơi có biển như là Nha Trang, Đà Nẵng. Muốn đãi đám cưới là mời bao nhiêu bàn là đủ nè? Thì thường là 20 đến 30 bàn là em thấy là hợp lý. 20 đến 30 bàn là em thấy là hợp lý. Nghe sao Thật ơi, cái đám ước mơ cái đám cưới như vậy em thấy như thế nào? Nhưng mà em mà được may mắn thì em cũng sẽ thực hiện theo cái mơ của mình thôi. Bạn bè bên nhà trai đông không? Và bao nhiêu bàn? Biết sao tôi hỏi vậy không? Có người tham gia chương trình hẹn ăn trưa rồi lên bàn bạc cái vụ mà đãi tiệc cưới đó, rồi đã tiệc cưới ai lo rồi này kia kia được chia tay luôn đó. Có thể giảm bớt số bàn hay không? Ừ. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn, nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á. Lỡ họ không tới hết thì bị lỗ. Em chỉ nói như thế thôi, chứ hy vọng bạn đó hiểu theo ý tốt. Bạn đó cũng giảm, nhưng mà từ 15 giảm xuống 13 bàn. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp hơn bên em tới 10 bàn lận. Nếu mà áp đảo như vậy thì bên nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều hơn thì em không, em đã cố gắng hết rồi, nhưng bên em chỉ có nhiêu đó thì thôi. Em mua quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được. Đám cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn rồi, đẻo đãi có 10 bàn. 10 bàn có 100 mấy chục người mà nhà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại, rồi bạn bè của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Thì em thì cũng đúng mà nữa thôi, từ 30 bàn đến 40 bàn thôi. Ok, như vậy là cũng trùng khớp ý của nhau. Ước mơ của em dễ thực hiện quá, không có gì khó trơn ấy Kim Chi ơi. Giờ Thạch ơi, để lấy lại bình tĩnh, xin mời em được lắng nghe tiếp tục một cái chủ đề nữa của bạn nữ, đó chính là 10 năm thanh xuân hoặc là góp gạo bao nhiêu là đủ. Em muốn nghe cái nào?
10 năm thanh xuân. Nãy em cũng có chia sẻ rồi ấy, em chỉ có một mối tình thời sinh viên là quen 2 năm, xong anh đó đi nước ngoài. Thì từ đó đến nay là cũng khá là lâu rồi, em chưa có thêm mối tình nào nữa. Nói về cái thanh xuân của mình, em có cái nuối tiếc gì hay không? Hay là em có những cái suy nghĩ như thế nào về cái tuổi thanh xuân của mình? Tại vì quan điểm của em là thà gặp người mình thích hợp cưới còn hơn là người không hợp thì thôi, em sống một độc thân đấy, như vậy là rất là vui vẻ. Bây giờ thì Thạch chia sẻ tiếp đi Thạch, cái câu chuyện còn lại của mình, 40 năm độc thân đó. Cái tuổi hợi của em nó về cái tình duyên nó rất trở lắm chị. Em đã xác định yêu ai, muốn đến với ai, nhưng không hiểu sao không có nợ, mối tình đều tan vỡ. Em nghĩ là vợ 40 tuổi là em sẽ không nghĩ đến chuyện lập định. Em nghĩ là vợ 40 tuổi là em sẽ không nghĩ đến chuyện lập định. Chị nghĩ như thế này, trong cái chuyện tình cảm nó khó nói lắm người thật. Ví dụ như trường hợp của chị Tường cũng vậy nè. Nhưng mà chị vẫn luôn hy vọng, đừng bao giờ mà đánh mất cái niềm tin và hy vọng vào cuộc sống và đặc biệt là trong tình yêu. Thật sự không bao giờ chị nghĩ là chị ở một mình 15, 18 năm nay đâu. Con gái chị năm nay 19, nó bắt đầu 20 tuổi rồi. Khi chị vừa ly hôn xong là gia đình chị đã muốn chị tiếp tục tiến thêm bước nữa. Và bản thân chị cũng đã mưu cầu hạnh phúc và đi tìm tình yêu của mình rất là nhiều. Nhưng chị cũng không hiểu sao mà mười mấy năm nay chị vẫn chưa lấy được ai. Nhưng mà chị vẫn không bao giờ thôi hy vọng. Chị vẫn khẳng định là chị vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ chờ đợi một ngày nào đó một cái tình yêu đẹp mới đến với mình. Chị luôn nghĩ rằng là có hai người nó vẫn tốt hơn một người. Có một người để bầu bạn, chia sẻ với mình. Ví dụ như chị thấy Nghĩa đi làm việc thiện nguyện đi, ví dụ như có một cái người hiểu mình, đồng hành với mình, cùng đi làm những cái việc mình yêu thích, giá trị nó sẽ rất là nhiều, nó nhân lên đôi. Đi làm với nhau, chia sẻ với nhau, rồi về nằm tâm sự, nó hạnh phúc lắm thật. Cho nên đừng bao giờ thôi hy vọng. Chị nè, đã từng thiệt sự xách xe, cái điều là đêm đêm thành phố lên đèn, xách xe ra ngoài đường để tìm coi có anh nào để ý mình hay không. Bao nhiêu năm, đôi lúc về nước mắt như mưa, cô đơn bao nhiêu đêm khóc ròng. Không có là vẫn không có, không có là vẫn không có. Bây giờ chị thả lỏng, biết đâu sẽ có. Bây giờ cũng đang rất muốn nè, rất muốn chồng nè, mà vẫn chưa có. Kim Chi nghe chị chia sẻ như vậy thì em nghĩ như thế nào? Dạ, em cũng đồng quan điểm với chị á. Là mình cứ sống vui, góp ích cho xã hội, rồi những công việc mình thích mình làm mình hàng ngày. Rồi tình yêu nếu mà đến là có duyên, có số, cái đó mình không thể nói trước được. Bây giờ Kim Chi còn một chủ đề nữa nha, mời em chia sẻ luôn cái chủ đề của mình nè. Góp gạo bao nhiêu là đủ? Đối với cái vấn đề tài chính trong gia đình á, thì thứ nhất là trong gia đình là không phân biệt tiền vợ tiền chồng mà là tiền chung của gia đình. Còn trong hai vợ chồng á, có ai có khả năng quản lý cái tiền chung đó thì sẽ quản lý. Theo như em là bao nhiêu phần trăm cái lương của mình sẽ góp vào chung và bao nhiêu cái phần trăm là sẽ riêng? Em nghĩ là nên dành 70% cho sinh hoạt phí chung của gia đình, mọi chi tiêu là chung và các khoản chung. Còn 30% là dành cho mỗi cá nhân. Vậy thì Thạch thấy cái sự phân chia như vậy thì em thấy có hợp lý không, có ổn? Để vợ giữ nó vẫn là tốt hơn. Ý em là em làm bao nhiêu là em đưa cho vợ giữ hết hả? Em không giữ lại phần nào cho mình hết hả? Em chỉ cần một tháng vợ cho em, cái lương của em nó ra từ 2-3 triệu cho em là được. Sao vậy, ổn không Kim Chi? Dạ cũng hợp lý chị ạ. Vậy được rồi, người vợ là tay hợp chìa khóa thì mình cứ giữ rồi mình sắp xếp mọi thứ trong gia đình thôi. Sau khi mà chúng ta đã tâm sự với nhau cũng khá là nhiều thông tin rồi, thì bây giờ chị Tường không có muốn làm cho hai bạn tò mò nữa. Xin phép chương trình hãy cho Thạch và Kim Chi được nhìn thấy mặt nhau, rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện sâu hơn. Xin mời. Rồi, hai bạn chào nhau đi. Cảm nhận đầu tiên của Thạch khi nhìn thấy Kim Chi là như thế nào? Em cảm nhận bạn Kim Chi dễ thương, Kim Chi dễ thương. Thế còn Kim Chi, cho hồi nãy anh nói anh nha, đạt 80% tiêu chuẩn của em luôn á, em thấy được mấy mươi em nói đại chị nghe đi. Thì thấy qua cách nói chuyện thì anh ấy cũng thấy chân thật, chung là phải tìm hiểu mới biết được. Đúng rồi, nhưng mà đầu tiên là nhìn có thiện cảm không? Dạ cũng có thiện cảm. Rồi như vậy là có cảm hứng để nói chuyện tiếp rồi quý vị. Bây giờ thì chị Tường muốn gặp mẹ của Thạch nha, để hỏi thăm sức khỏe của bác. Rồi, dạ có khỏe không?
bình thường thôi. Cô ơi, mặt cô bị sao vậy? Mình mổ nó méo miệng á, rồi mắt giờ nó bị hơi giật tí. Cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 67 rồi đó. Con thấy cô cũng còn khỏe lắm. Cô giới thiệu là cô tên gì ạ? Cô tên Nguyệt. Thế hiện tại là mình đang sống với con trai như vậy thì cô nhận xét một chút xíu về con của mình. Con cô như thế nào hả cô ha? Dưới cái nhìn của một người mẹ. Trong gia đình thì nó cũng ngoan, cũng đi ra xã hội nó cũng rất là nhiều tình cảm. Có tật xấu gì không cô? Bây giờ không thấy cái tật nào xấu hết. Dưới mắt người mẹ thân yêu là thấy con mình hoàn hảo, không có tật gì xấu hết. Bây giờ cháu hỏi cô nha, cô nhận xét về Chi hôm nay như thế nào? Cô có yêu cầu gì về con dâu tương lai của mình không cô? Cô không yêu cầu gì hết, là cái đó bây giờ tự chọn nhau thì bây giờ xã hội nó cũng thời đại rồi thì nó cũng biết được hiểu hết cái cách sống. Cô cũng không yêu cầu gì hết. Có được với nhau thì chỉ mong được cái sống trong cái hạnh phúc là được. Dạ con chào bác ạ. Bác chào con ạ. Thôi chúc sức khỏe cô đi Kim Chi, rồi mình sẽ tao nói chuyện tiếp nè. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Tôi cũng gọi chúc con được nhiều sức khỏe, cũng trong thời gian dịch này thì cũng cố gắng giữ gìn. Bye bye. Con chào cô. Dạ. Thôi bây giờ quay trở lại với hai bạn nè. Chương trình của mình là chương trình hẹn ăn trưa là phải có ăn uống với nhau. Thì không biết là bữa nay Thạch có chuẩn bị đồ ăn gì đâu không? Khoe chị Tường coi có đồ ăn gì không cưng? Em có chuẩn bị cái này à? Ồ, cái cây ha. Kim Chi thì có đồ ăn gì đâu cho chị Tường coi. Hôm nay em có chuẩn bị bánh rồi ạ. Ồ, vậy là bây giờ thôi, giờ hai đứa ăn bánh trước. Ăn bánh trước xong rồi ăn trái cây. Thế bây giờ chị Tường dành không gian này cho Thạch với Kim Chi trò chuyện với nhau ít phút nha. Rồi, chị Tường mời hai em trò chuyện. Dạ, em chào anh ạ. Lên chương trình này được gặp nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Hiện tại là gia đình mình là sống ở Bình Dương hết ạ. Tất cả anh em đều ở Đồng Nai. Anh thì anh làm việc ở Bình Dương thôi, chứ anh vẫn ở Đồng Nai. Thì ngoài công việc thì anh có cái sở thích gì không anh? Anh thì rất ít du lịch, tại vì không chưa có động lực. Ngoài công việc ra thì cuối tuần thì anh cũng hay đi hát với ông nghe. Thì đó là cái này đam mê của anh từ nhỏ. Lâu lâu đánh thì cũng đi chơi pizza. Còn anh thì đặc biệt cái là không bia, không rượu, không thuốc. Thế anh có gì muốn hỏi em không? Trước hết thì muốn hỏi về cái cảm nhận của em dành cho anh như thế nào? Thì em thấy là anh cũng muốn chia sẻ thẳng thắn và chân thật. Anh thì anh sống nội tâm, trong tình cảm thì anh cũng giống như em, cần những người mà mình lựa chọn đúng, chân thật, mình tiến tới. Anh cũng hy vọng là sau lần cái chương trình này nè, thì giữa em và anh sẽ có nhiều cái cuộc gặp gỡ hơn để mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, cũng có thể là mình tiến xa hơn. Em có ngại cái khoảng cách? Lúc nãy anh có nghe em chia sẻ thì có Tường là em chỉ muốn quen người ở Sài Gòn, anh ở Đồng Nai. Nhưng anh không ngại đi xa, còn em có sợ có khoảng cách xa không? Em ngại khoảng cách, tại vì em thấy yêu xa thì khó thành lắm ạ. Thành hay không là do mình đó, tại vì cái lứa tuổi của em và anh nó không phải là nhỏ nữa. Có niềm tin, có động lực là sẽ có được kết quả tốt. Công việc á, anh nói rất nhiều, nhưng mà khi mà anh gặp mình lên đây cái chương trình này nè, anh không biết là mình nói như thế nào nữa. Nhất là đứng trước cái người dễ thương như em. Anh chích vaccine á, người nó nóng nên là mồ hôi nó rất nhiều. Anh mới chích mũi 2 ạ. Đúng rồi em. Thật sự ra là hôm nay á là anh ráng lắm, tại vì anh không muốn bỏ cuộc với cái cuộc hẹn này. Thế thật sự ra là hai ngày trước anh rất là mệt. Sáng nay anh vẫn còn nằm. Dạ. Nhưng mà anh phải lên cho bằng được. Để ước mình không thể bỏ cái nhân viên của mình. Nghe rất là xúc động luôn. Hôm nay rất mệt nhưng mà vẫn chờ đợi tham gia chương trình đúng không? Hồi nãy giờ thì hai bạn chia sẻ đó, vì chị Tường vào thì chị Tường nghe được cái đoạn là Kim Chi đang lo lắng cái chuyện xa đó chị. Trời ơi, chị thấy xa gì đâu em ơi. Ở dưới đó lên trên này đi có 30 phút, có 30, hai mấy 30 cây số à. Hồi xưa đó chạy Sài Gòn Biên Hòa làm chạy mỗi ngày chị dạy á, tại vì chị là có trung tâm dạy nghề ở dưới Biên Hòa Đồng Nai đó tụi em. Chị chạy Honda mỗi ngày từ Sài Gòn chạy về dạy xong rồi chiều chạy lên. Không có vấn đề gì đâu Kim Chi, với lại là Thạch thanh niên mà. Trời ơi, người ta nửa vòng trái đất người ta còn đến được với nhau mà. Người ta bất đồng ngôn ngữ người ta còn đến được với nhau mà. Huống chi là mình á, là vừa vặn mình đẹp đôi. Kim Chi không xa, Kim Chi cứ ở đó em tới. Kim Chi cứ ở đó em tới.
Quan trọng là cái trái tim mình có rung động hay không, suy nghĩ cảm nhận cái người đàn ông này hay cái người phụ nữ này có nằm trong những cái mà mình mong muốn, có phải là một cái người tiềm năng để mình bỏ công sức ra, tình cảm ra, mình đầu tư, mình tìm hiểu hay không. Còn chị nói thật với tụi em, càng lớn tuổi sẽ càng rất khó tìm được một người mà mình vừa ý. Cho nên cái tiêu chuẩn đôi lúc mình phải lựa chọn kỹ, nhưng đừng quá khắt khe với bản thân, đừng quá khó khăn với bản thân mình. Thật sự luôn, cái cơ hội đến là phải nắm bắt, đừng để nó hút qua rồi sau này mình sẽ nối tiếp. Thế nãy giờ hai bạn trò chuyện với nhau thì cho chị hỏi là Thạch đang cảm thấy như thế nào? Gặp và nói chuyện với Kim Chi thì em cũng có sự rung động ở trong đó. Em cũng muốn chia sẻ với bạn, mình gặp nhau là một cái duyên. Hy vọng là cả hai đều tạo cho cơ hội nhau để mà mình có nhiều cuộc gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn. Còn Kim Chi, em thì có suy nghĩ và có cảm nhận như thế nào trong lúc này? Tham gia chương trình thì là ai cũng mong muốn có cơ hội cho mình có thể tìm được một nửa của mình. Thì em cũng rất là trân trọng với điều đó. Và làm gì thì làm, phải có hẹn hò trực tiếp, gặp nhau ở ngoài đời thì mình mới có thể nhận xét được chính xác là cái người đó như thế nào. Chứ còn một tiếng đồng hồ 30 phút ở trên chương trình thì nó quá ngắn, và nó còn online nữa thì chưa đủ để mình nhận xét bất cứ một điều gì đâu. Thì đó là những gì chị Tường muốn chia sẻ. Ai cũng lớn hết rồi, trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình nha. Rồi, bây giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra cái quyết định của mình. Một. Thật sự ra là hôm nay là anh ráng lắm, tại vì anh không muốn bỏ cuộc với cái cuộc hẹn này. Hai. Còn em cái sợ có khoảng cách xa không? Em ngại khoảng cách, tại vì em thấy yêu xa thì khó thành lắm ạ. Kim Chi không xa, Kim Chi cứ ở đó, em tới. Và ba, xin mời. Đưa lên đi em. Cô Chi có đưa cái mặt cười mà cái mặt tôi muốn khóc à. Cái mặt của Thạch cũng muốn khóc luôn à. Rồi cho chị hỏi em một chút xíu. Nãy em phân vân cái vụ quan điểm sống đó là cái gì, em có thể chia sẻ cho chị Tường với Thạch hiểu là biết luôn không chị? Nhiều cái hơi bi quan đó. Cái thứ hai là nãy em có nói là em không có đi du lịch hay là, nhưng mà em thì lại thích đi du lịch, tức là thích hướng ngoại đi bạn bè như vậy nhá. Rồi chị hiểu. Chắc cái đoạn đó chị Tường không có nghe. Chị Tường đi ra ngoài chị Tường không có nghe đó. Nhưng mà cái chuyện mà bi quan là đúng nha Thạch nha. Bây giờ xong hết rồi nè, tôi buồn rồi tôi mới chia sẻ thiệt. Thật ra là đừng có vậy nha Thạch, mình phải tự tin lên Thạch ơi. Trời ơi, tình yêu đẹp lắm, em yêu rồi em sẽ trẻ hơn, em sẽ này kia. Mặc dù là tôi muốn yêu mà tôi không có người để yêu, cho nên không có gì mà phải bi quan. Cuộc sống là phải luôn luôn tích cực, hướng về phía trước. Cái này chị nói thật nha Thạch, giống như em đi làm việc thiện nguyện vậy đó. Em làm là vì em vui, mà em phải tích cực lên thì em mới lan tỏa được cái đó đến nhiều người khác nữa. Chị rất là quý em, chị mới chia sẻ thật lòng quá Thạch nha. Dạ, em cảm ơn chị. Hôm nay thưa quý vị khán giả thì mọi người cũng thấy rồi, Tường cũng rất là buồn không có kết đôi được cho cặp đôi này. Nhưng mà cái đó là quyền của các bạn ấy, vì thực sự nếu mà không có trùng khớp cái quan điểm sống đó thì nó cũng không có để có thể hòa hợp được với nhau lắm. Thì thôi, Tường xin thay mặt cho chương trình ha, chúc cho Thạch và chúc cho Kim Chi tụi em sẽ có được nhiều sức khỏe, làm những cái việc mà mình yêu thích. Tuổi trẻ hãy làm tất cả mọi thứ để sau này mình không ân hận bất cứ một điều gì. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Quý vị